Trump xin kính chào quý vị khán thính giả đến với chương trình sự kiện quanh ta. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018, chương trình có những phần tin chính như sau. Tù nhân lương tâm bà Trần Thị Nga được gặp gia đình sau 3 tháng bị giải giết trong tù. Việt Nam và Nga đồng ý đẩy mạnh hơn hợp tác khai thác dầu khí. Nga và Ấn Độ bắt đầu tập trận chung Intra 2018. Bình luận xã hội với bài viết đừng biến ngày nhà giáo thành ngày đưa quà. Cùng nhiều phần tin khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết sau đây. Mở đầu là phần tin Việt Nam với tin liên quan đến dân chủ nhân quyền. Ngày 17 tháng 11 năm 2018, nữ tù nhân lương tâm bà Trần Thị Nga được gặp gỡ chồng và ba người con sau 3 tháng bà gọi về nhà thông báo là đã bị bạn tù đánh đập và dọa giết. Chiều ngày 19 tháng 11 năm 2018, ông Phan Văn Phong, chồng của bà Nga cho biết sức khỏe của chị Nga không phải là yếu lắm, nói chung là được, cân nặng so với ngày xưa thì sụt 10 kg, ăn uống cũng phát sinh vấn đề là ăn chay trường kỳ. Xương khớp gãy nát vụn, lúc bị đánh ở bên ngoài nên giờ đau nhức thường xuyên. Bà Trần Thị Nga năm nay 41 tuổi là một nhà hoạt động nhân quyền có tiếng ở Việt Nam, hiện đang thụ án 9 năm tù giam tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2018, bà Trần Thị Nga gọi điện về gia đình và cấp báo về việc những ngày qua bà liên tục bị gây sự khủng bố, đánh đập dã man và còn bị dọa giết. Ông Phan Văn Phong đã hai lần làm đơn gửi đơn tố cáo và yêu cầu khẩn cấp tới các cơ quan có trách nhiệm, tuy nhiên không nhận được phản hồi. Theo đài AFA đưa tin cho hay, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua luật đặc xá sửa đổi vào hôm 19 tháng 11 năm 2018, trong đó những tội về an ninh quốc gia sẽ không được ân xá. Luật đặc xá sửa đổi với 92,99% phiếu tán thành sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2019 cụ thể là luật đặc xá sửa đổi quy định, Chủ tịch nước sẽ quyết định về đặc xá như sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội đối ngoại của nhà nước. Luật đặc xá sửa đổi quy định rõ, các tội liên quan an ninh quốc gia sẽ không được đặc xá như tội phản bội tổ quốc, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội gián điệp, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ, tội bạo loạn, tội khủng bố, tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước, tội làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu chống nhà nước. Đáng chú ý trong các tội không được đặc xá có tội về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu chống nhà nước là những tội mà chính quyền Việt Nam thường dùng để kết án những người bất đồng chính kiến. Quốc tế đã rất nhiều lần chỉ trích việc sử dụng các điều luật mù mờ này trong một luật hình sự của Việt Nam. Tiếp theo là tin về tham nhũng. Truyền thông trong nước lan tin cho hay, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ông Nguyễn Hữu Tín vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vào hôm 19 tháng 11 để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo điều 219 của Bộ luật hình sự 2015, truyền thông trong nước lan tin này cùng ngày, ngoài ông Tín thì cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam ông Đào Anh Kiệt, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ông Trương Văn Úc, phó phòng quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường để điều tra về cùng tội danh. Theo báo tuổi trẻ, thì những cựu quan chức này bị bắt có liên quan đến việc cơ quan điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến vụ Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm. Một cựu sĩ quan công an đang phải ngồi tù vì liên quan đến tham nhũng đất đai và làm lộ bí mật của nhà nước. Tiếp theo là tin kinh tế. Việt Nam và Nga vào ngày 19 tháng 11 đã đồng ý tăng giá trị thương mại lên cấp 3 và đạt 10 tỷ đô vào năm 2020 và mở rộng hợp tác năng lượng. Hãy tin Reuters dẫn nguồn tin tại buổi hội đàm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Hà Nội. Nhưng chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo Reuters, Nga hiện nay là nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam và các công ty của Nga cũng tham gia nhiều vào dự án năng lượng tại Việt Nam. Hiện Nga đang đứng thứ 23 trong tổng số các nước đầu tư vào Việt Nam với 116 dự án và tổng vốn đầu tư lên tới 990 triệu đô. Các công ty Nga đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực dầu khí, khai khoáng, giao thông vận tải, viễn thông. Đầu tư của Nga vào Việt Nam hiện vẫn là chủ yếu trên lĩnh vực truyền thống dầu khí. Ngoài việc Sơ Petro được cho là biểu tượng cho mối quan hệ Việt-Nga, còn có các liên doanh RusViet Petro, Việt Gasprom, Gas Việt, được thiết lập để mở rộng hợp tác dầu khí ở Việt Nam Nga và các nước thứ ba. Vào hồi tháng 3 vừa qua, tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga, một đối tác liên danh với Petro Việt Nam cho biết, Rosneft Việt Nam PV đã bắt đầu khai khoan dầu mỏ lan đỏ cách bờ biển Đông Nam Việt Nam 370 km. Tuyên bố của Rosneft đã khiến cho Trung Quốc tức giận và cảnh báo công ty này không nên khoan dầu ở vùng biển mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Việt Nam khẳng định các hoạt động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và trong vùng chủ quyền của Việt Nam. vừa rồi là phần tin Việt Nam tiếp theo là phần tin quốc tế các quan chức quân sự của nga đã tới Ấn Độ vào hôm thứ hai ngày 19 tháng 11 để tham gia cuộc tập trận Intra 2018 diễn ra tại bang Uttar Pradesh và phía Bắc Ấn Độ các bài tập Intra 2018 bắt đầu ở Ấn Độ vào thứ hai 19 tháng 11 và kéo dài đến ngày 28 tháng 11 tổng cộng có 500 binh sĩ nga và Ấn Độ tham gia vào các cuộc tập trận là một phần của các bài tập trận Indra 2018, nga và ấn độ sẽ cùng lập kế hoạch cho các hoạt động hòa bình, điều phối các trụ sở của hai bên và các đơn vị lực lượng mặt đất tiêu diệt các nhóm khủng bố. Indra 2017 là lần đầu tiên nga và ấn độ tổ chức tập trận đa binh chủng kết hợp hải lục không quân. Tham gia Indra 2018, ấn độ triển khai 910 binh sĩ, trong đó có 350 binh sĩ lục quân, 80 binh sĩ không quân và 400 binh sĩ hải quân. Nga điều động khoảng 1.000 binh sĩ từ quân đoàn 5, lính thủy quân lục chiến Nga, cùng tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương và máy bay chiến đấu từ quân khu phía đông. Vẫn là tin quốc tế, theo đài VOA đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào hôm 19 tháng 11 nói sẽ không bao giờ có một căn cứ quân sự nước ngoài nào ở nước này. Sau khi có tin cho rằng Trung Quốc đang vận động cho một căn cứ hải quân ở tỉnh Koh Kong phía Tây Nam. Dẫn các nguồn tin ngoại giao và các nhà phân tích, từ Asia Times vào hôm 15 tháng 11 cho biết, Bắc Kinh đã vận động cho căn cứ hải quân ở Campuchia từ năm 2017, có thể dùng làm nơi trú đóng cho tàu hộ vệ, khu trục hạm và các tàu khác của hải quân Trung Quốc. Căn cứ hải quân được xem là một phần dự án của Tập đoàn Phát triển Liên minh Thiên Tân UDG của Trung Quốc. Vào năm 2008, tập đoàn này bắt đầu khai thác 45.000 ha đất trong một công viên quốc gia của Campuchia trong 99 năm. Có rất ít thông tin về dự án trị giá 3,8 tỷ đô la hoặc tiến độ của dự án này. UDG cũng đã chi 45 triệu đô la để xây cảng mà theo Asia Times mô tả là một căn cứ hải quân. Trung Quốc, đồng minh mạnh nhất trong khu vực của Thủ tướng Hun Sen, đã đổ hàng tỷ đô la hỗ trợ phát triển và các khoản vay vào Campuchia thông qua các khuôn khổ song phương và sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Sáng kiến do Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đưa ra vào năm 2013, nhằm mục đích tăng cường mạng lưới đường bộ và đường biển, nối liền Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, Châu Âu và Châu Phi. Nó đã thu hút một lượng lớn các dự án thương mại của Trung Quốc ở Campuchia, bao gồm sòng bạc và các đặc khu kinh tế. Tiếp theo là chuyên mục bình luận thời sự. Trong chương trình hôm nay, Phương Trâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Bá Tân với nhan đề Đừng biến ngày nhà giáo thành ngày đưa quà. Bài viết được đăng tải trên trang blog Tiếng Dân vào hôm 19 tháng 11 năm 2018. Mời quý vị cùng theo dõi đến hẹn lại lên. Thêm một lần thầy trò, phụ huynh, có dịp được đón ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vào dịp này, nhất là các thành phố lớn, một độ người tràn ra đường càng dày đặc hơn. Học sinh ùng ùng đổ ra đường, hoặc là tự tổ chức vui chơi, hoặc là kéo đến nhà chúc mừng thầy cô. Trong dòng người chen chúc nhau trên các ngã đường, có không ít phụ huynh tần tảo đến tận nhà thầy cô để cảm ơn và chúc mừng. Hẳn là thầy cô rất cảm động khi được phụ huynh tìm đến nhà chúc mừng nhân ngày nhà giáo cách bày tỏ tình cảm vô cùng đa dạng, tùy thuộc vào mối quan hệ và tầng nớt văn hóa của phụ huynh. Nhưng có một thứ giống nhau, tất cả đều đó là phong bì. Chiếc phong bì đã biến thành thứ văn hóa trong quan hệ đương thời của người Việt, kể cả dịp chào mừng ngày nhà giáo. Bên trong chiếc phong bì là cái gì? Việc đó ai cũng biết, kể cả học sinh nhỏ tuổi nhất. Bên trong chiếc phong bì là nặng hay nhẹ, là ít hay nhiều, việc đó tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của khổ chủ. Có những khi, sức nặng của phong bì phụ thuộc yêu cầu, mong muốn của người đưa phong bì. Lúc đó tình cảm chỉ là màu sắc che đậy, thực chất là mua bán. Tôn sư trọng đạo là truyền thống có từ ngàn năm của người Việt. Hãy tiếp tục tô đậm truyền thống tốt đẹp ấy, nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Lời căn dặn của người xưa có giá trị trong muôn đời. Con người có nhiều thước đo giá trị, trong đó có tiêu chí biết ơn và kính trọng thầy cô. Trong quan hệ với thầy cô, các bậc phụ huynh rất không nên dùng thứ văn hóa phong bì thay cho tất cả. Với các thầy cô, sẽ là thảm họa nếu đánh giá học sinh chủ yếu dựa vào văn hóa phong bì. Người xưa rất thâm thúy khi gọi tiền tệ. Đồng tiền nếu sử dụng vì mục đích không trong sáng, lúc đó tiền trở thành tệ, phân tệ áp đảo. Người đưa tiền trở thành kẻ điều khiển, người nhận tiền biến thành đối tượng bị điều khiển. Nền giáo dục nước nhà như là một ngôi nhà luôn thay đổi chủ. Nào là Phùng Xuân Nhạ, Phạm Vũ Luận, Nguyễn Thiện Nhân. Mỗi ông chủ tìm cách xới tung ngôi nhà ấy theo những cách khác nhau tung hô đổi mới, thực chất là thả gà vào rổ tơi giữa chợ. Giáo dục đào tạo thời nay rối loạn là hệ lụy của một xã hội lộn tuần phèo, nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ. Không những thông cảm mà còn phải chia buồn với những người tử tế làm nghề dạy học trong thời kỳ trí tuệ bị vùi dập và xếp hạng ở mức tận cùng bé bé như thế. Đến bao giờ trở lại sự cao sang tốt đẹp như ngày xưa? Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Chưa bao giờ với lãnh đạo có nhiều bằng cấp như bây giờ không những dùng ngón tay mà còn phải huy động cả ngón chân nữa. Chưa đủ để đếm những lãnh đạo có học hàm học vị giáo sư tiến sĩ. Rất kỳ lạ, ở những nước văn minh và giàu mạnh hàng đầu thế giới, cầm quyền ở đó ít có, thậm chí không có văn bằng học hàm học vị như lãnh đạo Việt Nam. Học thật đi liền với làm thật, học giả thì ngược lại. Học giả là mầm mống gây ra hoại nhân tai. Khi tôi ngồi viết bài này, tại các trường học cũng như trên nhiều tuyến đường, không khí chào mừng ngày nhà giáo đang vô cùng náo nhiệt xin được chia vui với các thế hệ học sinh, từ các cháu mẫu giáo cho đến các bạn sinh viên. Xin thành tâm chào mừng và mãi mãi biết ơn sâu sắc các thế hệ thầy cô, những người làm nghề dạy học, dạy làm người. Chương mục bình luận xã hội vừa rồi đã kết thúc chương trình sự kiện quanh ta hôm nay. Chương trình sự kiện quanh ta sẽ được phát trên trang tin mừng cho người nghèo mỗi ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 19 giờ. Phương Trâm xin cảm ơn quý vị xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ an lành và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai